Này làm chắc cứ một buổi nữa cũng sắp cũng hoàn hoàn thành xong cái ao cấp nước rồi. Đứng đây thấy ao này rộng quá. Sẵn đây cái mình đi vòng qua đó mình lên xe mình làm luôn. Nước chiều nay chắc xuống xe, tranh thủ xuống xe. Xuống xe cái mình bơi ra cầu chú Bảy không biết kịp không đây. Nước bây giờ cũng đứng sắp rộng rồi, sáng sớm mà muốn rộng rồi. Cái này thì nó hơi 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 cong nè, cong thì nó chỗ này nè, nếu ở đây mình lấn vô quá thì chỗ này nó meo. Lấn vô tới đây thì mặt bờ còn có mét mấy à. Ông bọng mặt bị xì nước vô rồi. Ok, chảy nước mừng này. Đại ao này đứng bên bờ thấy sâu. Cái đáy ao cũ của nó mình gạt xuống chắc tầm gan, chắc tại làm bờ cao quá thấy nó sâu thôi. Từ dưới đáy ao mà lên cái nền đó mình dỡ đi chắc tầm chắc trên hai mét đó. Lúc trước của nó thì cái nền nó từ cái chỗ trụ điện đó lên tới đây này. Rồi mình cũng cuốn đất giờ lên trên. Giờ bò ra đó cái mình phá cái lớp đất khô đó chỗ mình xuống xe, cái dời lúc đất này ra sát ngoài cái nữa ở chỗ này phải nông vô thêm chừng 2-3 mét nữa nè, không biết nông nổi không. Từ nào giờ với mình làm nghề mình vô chỗ đất chưa có chỗ đất nào mà mình vô mình múc tầm khoảng tháng mấy 2 tháng múc đất mà tầm khoảng 20 ngày có nha. Còn vô đất Liêm múc vòng vòng hổm ra tính ra làm cũng suốt luôn á chứ. Suốt luôn mà khi làm rồi chú Liêm cũng không có nói cái gì. Làm như chú cũng thấy cái việc làm nè, chú cũng chấp nhận rồi. Còn có bữa nay nữa rồi lại chú mới mua được hai công cặp miếng ranh, cặp ranh đất chú nè. À, đó thì cũng ao cũ rồi, chắc sửa cũng chừng vài hôm mà chắc cũng cỡ 3-4 hôm gì được. Mấy ao mà mình mới làm mấy ngày trước á, nay cũng lấy nước vô ngập hết rồi, chắc chuẩn bị thả rồi đó. Tính ra dở quá, chỗ bãi xuống xe mà đi độn đất cao quá dở rồi, chút nữa phải cào ra mới được. Chiều nay nước vừa những lớn thì mình cũng kéo phà ra mình tranh thủ mình đi rồi. Nếu cao quá thì cái xe mình nó phà mình nó thấp á, xe mình xuống nguy hiểm. Nãy dở quá. Vớt cái này vô chút nữa cái bò đang sửa bờ. Đây chỗ này đây nó thì cao, giờ cao lại. Chiều nay nước mà cỡ này thì mình kéo con xà lan mình ra được rồi. Ra đây xem coi còn chất đất được không. Ngoài này mình không có chất nữa, chất từ đây vô được. Chiều phụ anh chút được không? Làm gì anh? Phụ anh dở cầu chú Bảy. Trời ơi, tiểu kế. Dạ. Rồi. Cảm ơn về trước nha. Rồi. Khoảng có 5 giờ á, 5 giờ chiều á. Khoảng 5 giờ chiều đúng không? Ừ. Vậy đó.
năm giờ mình nghỉ rồi thì qua phụ. Rồi rồi rồi. Giờ làm gì vậy? Đi mấy kem gai kìa. Đi rào ở dưới hay gì? Đi rào ở dưới chứ. Rồi 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 rồi. Sữa bờ này cũng khó làm ngay rồi. Theo cái kéo nè. Giống như hình chữ S nước Việt Nam mình quá. Càng về cái phút cuối làm càng lâu, đất nó dồn về. Phía ngoài này cũng gốc đồ khá là nhiều, cũng nặng dữ lắm rồi, không dám bỏ đất nữa. Chắc tương lai đất nó dư rồi, nó cuốn về cái nền đó rồi. Cũng gần rồi, không có sao, còn khoảng chừng 2-3 bát nữa là tới rồi. Còn tầm 1 tiếng nữa xong rồi. Chân cái này vừa. Chỗ này rộng rộng cái nữa chú bắt cầu à. Xe mà chở thức ăn á, chạy vô đường này được nè. Còn một chút nữa cũng hoàn thành xong cái ao rồi. Nay thấy tâm trạng này cũng vui quá. Cũng nghỉ sớm được bữa nè. Nghỉ sớm bữa cũng giống như cho nó khỏe hơn mình. Mình thì chạy tài xế mà, làm nặng thì tầm khoảng chừng 5-7 kg. Hai cái ta lái đâu có nhiêu ký. Hai ta lái bên chừng 2 ký vậy. Mà mình làm thì bằng cái đôi tay thôi. Mình thấy những anh em khác làm nghề khác, thấy nhiều anh em làm nghề cực hơn mình nữa. Thôi vì cuộc sống mưu sinh mà, ai cũng có cái nghề đó hết trơn. Đất này phải đúng ra phải cho miếng nước vô. Miếng nước vô cái mình ép mà vuốt nó mới bóng. Nãy chia sẻ tới đâu rồi ta? Để từ từ mình qua cái này cái mình nhớ lại. Thì mình cũng tiếp tục cái câu chuyện hồi nãy mình đang chia sẻ. Nhưng mà nó thì mình làm thì nó nhẹ thiệt, mà bù lại thì mình nói thẳng luôn, bây giờ nó bị
đau lưng. Ngồi thì bình quân ngày mình ngồi, ví dụ như mình ngồi 10 tiếng đi, 10 tiếng thì khả năng mình ngồi kéo dài khoảng chừng 4 năm nữa. Còn mình ngồi mà bình quân ngày 8 tiếng đi, 8 tiếng thì mình có thể kéo dài thêm khoảng 7-8 năm. Nên giờ cũng không dám ngồi nhiều. Bình quân ngồi ngày, ngồi ngày chừng 8 tiếng, 9 tiếng à. Chứ chưa qua 10 tiếng. Chia sẻ cái việc làm á, cô chú anh chị thấy mà xe nằm bằng á, mà làm cả buổi á, hơn buổi rồi đó. Buổi sáng chạy được 4 tiếng rưỡi, đợi nãy giờ làm 1 tiếng nữa, 5 tiếng rưỡi rồi đó. Còn cái này khoảng 15 phút nữa, tính ra gần 6 tiếng mới rồi. Đất nhiều quá nè, cứ gom đất rồi dời đất, chiền đất á, có lâu vậy đó. Nữa làm xong cái mình lội mình lên bờ mình xem cái đường thì mình dời con xà lan mình ra coi mình đi cái thế gia hay là thế tới đây. Hôm bữa thì lá ngã nhiều quá, tính đi ghe đặng mình không có quay đầu á, ở ngoài kia không có cái lú nữa. Thôi để từ đây mình chia sẻ, tới đâu mình sẽ ở đó đi. Cũng mới xong rồi, chưa làm thấy nhỏ nhưng mà làm rồi thì thấy nó to quá. Cái này thành cái ao mình nuôi được luôn. Nhưng mà chú Liêm để mình cấp nước thôi. Giờ mình lội thẳng xuống dưới, mình xem cái đường mình coi mình có dê phà được không. Hôm bữa mình đẩy đất ra, lá ngã ra hết trơn. Giờ mình thì cũng yếu nữa. Mình ve cái lát của cái chân vịt của cái máy ủi á. Trúng vô cây, gãy chân vịt. Mà mình bơi tới, ngoài kia không có cái lú nữa. Cái cành nước lớn, cái anh đến dở lú, cái anh trải ngày của anh, tội nghiệp anh. Nếu ve không được thì mình phải đi tới thôi. Bờ xấu thiệt. Cái đoạn ở phía trước à. Được mà, canh nước nó lớn cái mình đẩy ra được rồi, chút mới đi ra luôn.
phải tỉa hết rồi. Chắc sáng mai mới qua cầu quá, giờ cũng tối. Nhờ anh em phụ cũng tội nghiệp. Này tại mình nôn mình đi theo mà nước lớn sáng thì nó nhiều. Nhiều rồi mình đi nó khỏe hơn. Qua đó kéo thì hơi mệt xe. Chỉ có kéo vậy mới nổi chứ mà mình đẩy ve để không nổi. Dướng.